Trưa ngày 9 tháng 6, hơn 105.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi cuối cùng môn toán của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Đa số thí sinh nhận định đề thi dễ, có thể cầm chắc 8 đến 9 điểm. Đề thi năm nay thì cũng không khó mà cũng không dễ. Phân hóa khá cao. Để đạt được điểm 8 thì rất dễ, để đạt được điểm 8 thì không quá khó, nhưng để đạt được đến điểm 9 điểm 10 thì cực kỳ khó. Con cảm thấy vui và hạnh phúc bởi vì có bố mẹ động viên con. Chắc là đi chơi với cả là đi lấy giải nhảy tiếp ạ. Do đã chuẩn bị tinh thần cho các con kỹ càng từ trước nên nhiều phụ huynh tỏ ra khá thoải mái, không đặt nặng thành tích lên các con. Ra thì tham gia vào trong cái kỳ thi này thì cả mẹ cả con thì cũng xác định là tinh thần thoải mái thôi, bởi vì là dù kết quả của con có như thế nào thì cũng xác định là cho con tiếp tục học cho đến hết lớp 12. Vâng. Không được công lập thì cũng dân lập chẳng hạn, thì bố mẹ cũng sẽ phải cố gắng hết sức. Con thì cứ cố gắng hết sức thi, bố mẹ sẽ cố gắng hết sức để lo tiếp quãng đường còn lại cho con. Chị thì trước kỳ thi thì đã chuẩn bị cho con đi học thêm ở trường và các lớp rồi, cho nên là bây giờ thi thì cũng xác định là do con thôi. Nói chung là cũng rất là bồi hồi và có chút lo lắng. Tại vì là một kỳ thi này nó rất là quan trọng với các bạn ấy. Sau một thời gian các bạn ấy ôn thi cũng rất là áp lực và căng thẳng thì xong cái đợt thi này thì cũng muốn đưa các bạn đi chơi đâu đó cho nó thoải mái, cho cảm giác được xả hơi. Qua 2 ngày đưa con đi thi thì tôi thấy cái công tác đảm bảo trật tự của phường, của bên phòng giáo dục cũng rất là chuyên nghiệp. Các bạn sinh viên tình nguyện cũng căng mưa và các bạn ấy cầm ô ra đón các em từ ngoài vào tận trường để cho các em khỏi ướt, đảm bảo sức khỏe cho các em thi. Nói chung là đường xá thì các bác có lực lượng để phân luồng, nói chung là rất là chuyên nghiệp và trật tự. Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội diễn ra vào 2 ngày thời tiết không được thuận lợi, nhưng tất cả những lo lắng, căng thẳng được xoa dịu, giảm đi rất nhiều bởi học sinh và gia đình có sự đồng hành, giúp sức của các đơn vị chức năng, trong đó có màu áo xanh tình nguyện. Thì điển hình ở trong cái cuộc tiếp sức mùa thi năm nay thì thời tiết thì nhiều khi nó không được đảm bảo về thuận lợi. Thành ra các bạn thanh niên ở trên hỗ trợ điểm thi đã hỗ trợ như trời nắng thì các bạn đều sử dụng ô để đưa các em vào. Các lực lượng chức năng như công an, dân quân tự vệ, dân phố, dân phòng thì hỗ trợ về các lực lượng về xe cộ cho các phụ huynh. Nhà trường cũng đã phối hợp với cả lực lượng chính quyền và đoàn thanh niên là phân bổ với các địa điểm trông xe, hướng dẫn phụ huynh chỗ nghỉ ngơi, tránh trường hợp một số phụ huynh do trời nắng là dễ sốc nhiệt. Và quận đoàn Đống Đa thì cũng đã có phân bổ với các thiết yếu phẩm như là nước cho các học sinh và các phụ huynh. Đi kèm với đó là có thêm cả mô hình tình nguyện là xe ôm miễn phí. Vì những hành động chu đáo, ấm áp ấy mà thí sinh vững tâm lý hơn, góp phần đạt kết quả tốt hơn. Buổi thi toán sáng nay cũng là kết thúc kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập vô cùng áp lực, căng thẳng ở Hà Nội. Ngày mai mùng 10 tháng 6 dành cho các thí sinh thi môn chuyên.